Đỗ Quốc Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 2019. Đỗ Quốc Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị một chiếc tủ thờ độc tích sen cò bằng gỗ gụm, kích thước 1m27, cao 1m27 và sâu 61. Được Đỗ Quốc Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần ánh vách ly trần, và chiếc tủ thờ này đã có chủ nhân, đó chính là một khách hàng ở phố Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, trước đây anh cũng đã mua rất nhiều các sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rồi, thì ngày hôm nay là tiếp tục là đặt Thành Luân chúng tôi một chiếc tủ thờ kích thước 1m27 được tích sen này. Chắc là cái bàn thờ này là tủ thờ này gia đình nhà anh là đặt làm bàn thờ Phật, bởi vì trước đây là gia đình đã mua của Thành Luân chúng tôi chiếc bàn thờ gia tiên rồi. Và ngay lúc này thì Thành Luân chúng tôi là cũng đi bàn giao rất nhiều các sản phẩm, điển hình như đây là một chiếc đồng hồ bằng gỗ hương đá, kích thước cao là 2m3 và kích thước 2m3, chiếc đồng hồ 8 trụ bằng gỗ hương đá, chúng tôi là đưa hàng lên xe đi bàn giao cho một khách hàng ở Long Biên, Hà Nội. Và trong chuyến xe ngày hôm nay chúng tôi sẽ giao một chiếc đồng hồ, một chiếc bàn trang điểm bằng phấn làm trang điểm và một chiếc tủ thờ, ba khách hàng khác nhau ở thành phố Hà Nội. Và nhân vật chính trong clip này chúng tôi là vẫn là chiếc tủ thờ kích thước 1m27, sâu 61, cao 1m27, hàng VIP, hàng dày dặn, đẹp dày dặn, làm xanh xét từ trong ra ngoài, rất chi là đẹp. Chiếc tủ thờ này Thành Luân chúng tôi là vẫn còn rất nhiều tại cơ sở 1 tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi có các kích thước 1m75, 1m53, 1m97, 2m17 và rất nhiều các loại. Mọi người có nhu cầu hãy về trực tiếp cơ sở của Thành Luân tôi để chiêm ngưỡng các sản phẩm đẳng cấp này. Thành Luân rất mong muốn quý khách hàng đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Luân tôi để liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày, và đồng nghĩa với giúp chúng tôi là ngày càng phát triển hơn để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Thành Luân xin chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.